để sẻ chia kịp thời đến các hộ khó khăn, người cao tuổi trong dịp Tết đến xuân về. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực huy động các nguồn lực mang Tết ấm xuân về đến từng gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền tổ chức tặng 100 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, gồm một phần quà và 500.000 đồng tiền mặt. Do Quỹ Tiện Tâm, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thuộc tập đoàn Vingroup tài trợ. Rất là cảm ơn lãnh đạo thành phố, người cao tuổi và cảm ơn Thiện Tâm đã cho những hộ mà khó khăn được xuất quà để ăn Tết, có một cái Tết khang trang và vui vẻ. Và xin chân thành cảm ơn. Giờ tôi cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm tới người cao tuổi. Hôm nay tôi rất là vinh hạnh được giảm được phần quà này. Rất cảm ơn. Bà thì lớn tuổi rồi, thì vừa rồi có nhận hỗ trợ là 2 tháng tiền của người già. Hôm nay là được nhận món quà của cấp huyện, cấp tỉnh để hỗ trợ cho bà được một phần quà và một số tiền để ăn Tết. Thì đây cũng là nhờ sự hỗ trợ của cấp trên, nhà nước hỗ trợ cho bà. Cũng cảm ơn đến các quý cấp. Tết năm nay, cụ Bùi Ngọc Châu, 93 tuổi ở xã Tam Phước, đón Tết vui hơn mọi năm trong các nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương trao tặng, giúp cụ an vui lúc tuổi già. Căn nhà được xây dựng có tổng diện tích 40m2 do Công ty Chế biến khí Vũng Tàu hỗ trợ 80 triệu đồng. Thay mặt gia đình cũng cảm ơn chính quyền địa phương và Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Có nhà chui ra chui vô của chống nắng chống mưa, cảm ơn tất cả. Cũng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Ngãi, huyện Long Điền tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lương Thị Thành ở tổ 5, ấp An Phước, xã An Ngãi. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh. Căn nhà có diện tích khoảng 60m2, tổng trị giá 130 triệu đồng. Trong đó, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu hỗ trợ 80 triệu đồng. Bên cạnh mang niềm vui đón nhà mới, công tác chăm lo Tết cho người cao tuổi cũng được Ủy ban Nhân dân huyện và Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Long Điền tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ tròn 90, 100 tuổi. Đến đây mừng tôi thì cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước, tôi có ý kiến của mình. Cảm thấy là rất vinh hạnh và rất là mừng được sự và ưu ái của quý vị đã đi tới tôi, thì thật sự là rất là mừng. Là mỗi xã vận động ít nhất là cũng khoảng 300 phần quà cho người cao tuổi của địa phương mình, và đã trực tiếp đến từng nhà trao. Cũng có thể là những địa phương đó người ta đưa Mạnh Thường Quân đến và người ta cũng có những cái giúp đỡ bằng tiền mặt hoặc là bằng những cái hiện vật như gạo để tạo điều kiện cho người cao tuổi của huyện Long Điền nói chung, của các địa phương nói riêng, thì cũng có một cái cuộc sống vui vẻ hơn để đón một cái dịp Tết thật là hạnh phúc. Mỗi phần quà trao đến người già, người khó khăn là sự gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng với mong muốn mọi người đều đón Tết đầm ấm. Với sự chung tay của các doanh nghiệp, cộng đồng, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ đón Tết ấm áp, ý nghĩa và gắn kết hơn.